Xin chào các bạn. Hôm nay tôi dành một khoảng thời gian để nói về dịch vụ sử dụng mỡ tự thân thay thế cho filler và tương lai của cái sử dụng mỡ tự thân cũng như mỡ của chính các bạn là như thế nào nhé. Trước đây, những vùng khuyết trên khuôn mặt, ví dụ vùng trán nè, vùng thái dương nè, vùng trước bên tai ra tới khóe miệng nè, vùng rãnh mũi má nè, thậm chí vùng cằm nè, chúng ta hay sử dụng những chất filler như các bạn hay từng nghe như là Restylane, Juvederm, vân vân và vân vân. Nhưng hiện nay, tức là trong khoảng thời gian 1.5 năm trở lại đây, mỡ của chính các bạn, mỡ lấy từ vùng bụng, vùng đùi và vùng hông, đem lại một giá trị rất lớn, thay thế hoàn toàn cái filler mà chúng ta đang sử dụng. Việc thay thế này xuất phát từ mỡ là vật liệu mềm. Khi lấy mỡ có nghĩa là chúng ta vừa làm đẹp được một vùng nào đó của cơ thể. Điều thứ hai, khi lấy từ chính cơ thể của các bạn, cho nên cái sự tương hợp từ cái vùng này chuyển qua vùng khác là rất thuận lợi, rất dễ dàng, không để là những cái phản ứng gì viêm tại chỗ. Và điều thứ ba là cái mỡ khi nó sống thì nó tồn tại được rất là lâu, chứ nó không giống như filler là đến một cái hạn định nào đó là sẽ tan đi. Tuy nhiên, khi lấy mỡ từ chính cơ thể mình làm filler để bổ sung vô những cái chỗ khuyết trên cơ thể thì các bạn lưu ý rằng phải qua một sự chế biến, hay nói khác là giống như một nhà máy đó, chứ các bạn đang nghĩ là lấy mỡ xong lọc hay quay ly tâm gì đó là không đúng. Không đúng phương pháp ở chỗ việc chuyển mỡ từ vùng này lên vùng khác thì cần có một cái kỹ thuật, giống như là chúng ta bứng cái cây từ chỗ này chúng ta trồng qua một chỗ khác. Vậy thì phải có kỹ thuật để làm sao cái cây đó nó trọn, bứng trọn được một cái bộ rễ. Thế thì kỹ thuật nó nằm ở chỗ nào? Kỹ thuật nằm ở chỗ là phải chịu khó đầu tư một cái khu giống như là một khu nhà máy sản xuất ra cái mỡ hạt, hay gọi là giống như là một cái chất filler, rồi lúc đó mới tiêm vào được. Bởi vì tùy theo từng vùng chúng ta sẽ có kích thước hạt mỡ tiêm khác nhau. Ví dụ các bạn muốn tiêm mu bàn tay, chúng ta dùng một kích thước hạt khác. Các bạn muốn tiêm bổ sung mỡ cho vùng ngực, hay nói khác là bổ sung mỡ cho vùng hông, mặt ngoài đùi, thì chúng ta có một kích thước khác. Về nguyên tắc thì việc hút mỡ để lấy cái mỡ tiêm cho những vùng khác cũng rất là quan trọng. Chúng ta nên hút bằng kích thước ống hút nhỏ nhưng mà tiêm lại thì bằng tiêm lớn. Để làm chi? Để cho cái kích thước hạt mỡ khi chúng ta tiêm nó được trọn vẹn. Điều sau cùng trong việc chuyển mỡ từ vùng này sang vùng khác là chúng ta phải có dinh dưỡng, và chúng ta giữ cái dinh dưỡng đó đều đặn liên tục. Có nghĩa là sáng ăn sáng là phải ăn, trưa ăn là phải ăn, chiều ăn là phải ăn. Và các bạn cố gắng tránh những cái stress trong công việc. Bởi vì điều quan trọng là khi chuyển mỡ thì chúng ta đang yêu cầu từng tế bào hồng cầu trong cơ thể mình cõng oxy và cõng dinh dưỡng để nuôi cái vùng mới đó. Cho nên việc ăn uống để giữ gìn cái lượng mỡ cho nó tồn tại ở cái vùng mà mình muốn là điều quan trọng nhé các bạn. Thân ái và chào các bạn.